Hội thi giọng ca cải lương giải cao dân lầu tỉnh Bạc Liêu lần thứ 6 năm 2014. Điều kiện dự thi: tất cả 5 nữ thanh niên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước, tuổi từ 16 đến 35 đều được dự thi. Trừ các thí sinh đạt huy chương vàng cấp quốc gia, chuông vàng, chuông bạc giọng cổ, giải nhất các cuộc thi do các đài phát thanh truyền hình các tỉnh thành tổ chức. Hình thức thi diễn thông qua 3 vòng thi. Vòng 1 mỗi thí sinh ca 2 câu giọng cổ tự chọn, câu 1, 2 hoặc 5, 6. Vòng 2 mỗi thí sinh ca 2 câu giọng cổ tự chọn, câu 1, 2 hoặc 5, 6 và thể hiện loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử qua một lớp hoặc một đoạn trong 20 bài bản tổ. Thời gian thi diễn tối đa 8 phút. Vòng 3 chung kết xếp hạng, mỗi thí sinh thể hiện một trích đoạn trong một vở cải lương có thời lượng từ 10 đến 15 phút, cho phép thí sinh mời bạn diễn hỗ trợ. Cơ cấu giải thưởng: giải nhất trị giá 20 triệu đồng, giải nhì trị giá 15 triệu đồng, giải ba trị giá 10 triệu đồng, giải khuyến khích mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. Một số giải dành cho thí sinh chuyển giọng hát về Bạc Liêu hay nhất và có ngoại hình đẹp, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Thời gian và địa điểm đăng ký: từ ngày ra thông báo đến ngày 30 tháng 9 năm 2014. Mọi chi tiết xin liên hệ phòng văn nghệ và giải trí Đài Phát thanh Truyền Bạc Liêu. Điện thoại 0918 018787 hoặc truy cập vào website, địa chỉ www.thbnl.vn.